quý vị và các bạn, địa danh Phủ Mỹ ngày xưa là làng Nam Phủ hôm nay thuộc xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh. Đã 400 năm đi qua, nhưng những nét đẹp về bản sắc văn hóa, về ý nghĩa của đời sống tâm linh, về tình đất tình người keo sơn gắn bó còn in đậm cùng thời gian theo mong ước của các bậc tiền nhân thời mở đất dựng làng. Chốn quê này có những diễn làng cổ, có hồi chay cùng mùa xuân, ngày cùng chỗ mộ âm hồn hàng năm đang được gìn giữ bảo tồn để nhắc nhở con cháu mãi mãi nhớ về nguồn cội, nhớ về nét riêng độc đáo của quê nhà dù trải qua bao nhiêu bể cuộc đời. Mời quý vị và các bạn ghé về làng quê Phủ Mỹ xưa để chứng kiến sự đổi thay của làng Nam Phủ hôm nay trong công cuộc đổi mới của vùng đất lịch sử mang đậm hồn quê Việt trên quê hương Vĩnh Nam anh hùng. Lùi lại thời gian tìm về lịch sử xa xưa của làng Nam Phủ. Theo gia phả của dòng họ Lê Quang, năm 1622 có 6 vị cao tổ thuộc 6 dòng họ từ Thanh Hóa đưa con em vào xứ Đàng Trong khai khẩn đất đai là Đặng Hữu, Trần Hữu, Lê Văn, Nguyễn Vinh, Lê Quang. Khi đến vùng đất này, thể địa thể phong thủy vượng, đất cỏ dạng voi phục, nước có thể ròng thăng, nên các bậc tiền nhân dừng chân để dựng làng lập ấp, định cư lâu dài tại xứ sở này, khai sinh tên làng là Phủ Mỹ, với nguyện ước nơi đây là một làng quê trường tồn giàu đẹp. Làng được sắp xếp theo thể bàn cờ, có đường ngang ngõ tắt, đường trục chính khá rộng rãi, đi lại thuận tiện. Các vị khai khẩn đã làm sở trình lên cấp phủ đương thời, được người đứng đầu phủ là Nguyễn Hoàng ân chuẩn sự hình thành làng với tên gọi đó. Sau khi 6 dòng họ khai khẩn nên làng Phủ Mỹ, nhiều họ tộc như Nguyễn Hữu, họ Đoàn, họ Võ, họ Trần từ nơi khác cùng tìm về đây quần tụ ngày càng đông đúc. Đến cuối thế kỷ 19, Lý Trường ở địa phương xin tri phủ Vĩnh Linh khai phá vùng rừng phía tây bắc của xã Vĩnh Nam, lập thêm làng Phường Mộ, mở rộng điền địa cương thổ của làng Phủ Mỹ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt, Phủ Mỹ trở thành trung tâm chính trị của khu ủy Vĩnh Linh. Tất cả mọi hoạch định chiến lược về kinh tế xã hội thời chiến cũng như các phương án phòng tránh, chiến đấu diễn ra tại làng. 10 cô gái xã Vĩnh Nam thời chống Mỹ đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu mà báo chí ca ngợi, được Bác Hồ gửi tặng huy hiệu của người, đều là dân quân con em làng Phủ Mỹ. Chiến tranh đi qua, làng Phủ Mỹ cũng như xã Vĩnh Nam bị bom đạn cày xới tiêu điều, cơ sở vật chất hầu như bị san bằng. Vừa khai hoang phục hóa để gieo cấy lúa, trồng rau màu chống đói, con dân của làng vừa phải nạo vét xây dựng lại những giếng cổ của làng bị bom đạn vùi lấp để đảm bảo nguồn nước cho cuộc sống sinh hoạt cộng đồng. Sau này khi giếng gia đình được hình thành, làng vẫn bảo tồn 2 giếng cổ trong số 6 giếng có từ xa xưa. Những giếng cổ này được làng gìn giữ, mãi mãi là con mắt của đất, soi bóng thời gian, nhắn nhủ với các thế hệ hôm nay và mai sau rằng hãy bảo vệ nguồn sinh thủy vô giá của làng, bởi mang dân gắn liền mệt nước. Còn một nét đẹp về ý nghĩa tâm linh của làng cũng được duy trì, đó là hương khói cho các phần mộ âm hồn vào ngày rằm tháng 7, mồng 4 Tết âm lịch hàng năm đối với những người thuở bần cùng đói rét tha phương cầu thực, nằm lại xử người, hồn còn vương vẩn chốn hồng trần, không có thân nhân chăm sóc. Nét văn hóa tâm linh này muốn nhắn nhủ với đời sau, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc do đảng và nhà nước mang lại hôm nay, phải nhớ về một thời đói rét xa xưa dưới chế độ cũ cơ cực lầm than. Ngày xưa, ở Phủ Mỹ có miếu ông đặt ở phía đông, miếu bà đặt ở phía tây cạnh đình làng. Chiến tranh đã hủy diệt những chốn linh thiêng này. Thế hệ đang sống còn nhớ rõ khu đất đặt miếu bà, nhưng chưa có điều kiện để phục dựng. Đất miếu ông, đất đình làng còn đó, như chờ đợi sự chung tay của người dân tôn tạo lại để có chỗ thờ cúng, nhớ ơn bậc tiền nhân, khai khẩn nên làng, nên xóm. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đất nước thống nhất bước vào thời kỳ tái thiết xây dựng, các hợp tác xã bậc thấp ở tất cả các xã trong huyện được sắp nhập lại với nhau thành hợp tác xã bậc cao toàn xã. Cùng từ đây, làng Phủ Mỹ được đổi thành tên gọi mới, đó là làng Nam Phú, cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
những bước đi lên của làng đã được ghi dấu lại qua thời gian đổi mới. Đến nay, làng Nam Phủ có 5 xóm với hơn 30 dòng họ, gần 400 hộ, 1.578 nhân khẩu, chung sống trên vùng đất đỏ Ba Gian, hơn 400 hecta. Trải qua 30 năm đổi mới đất nước, làng Nam Phủ từng bước chuyển mình theo nhịp phát triển của xã Vĩnh Nam qua mỗi giai đoạn lịch sử. Từ một làng thuần nông có diện tích ruộng đất trên 200 hecta để gieo cấy lúa, trồng tiêu, cao su, hoa màu. Nam Phủ đã xuất hiện nhiều gia đình làm nghề dịch vụ ăn uống, bếp hỏa tổng hợp, mở mang các nghề, rèn, mộc, xây dựng, đại lý vật liệu xây dựng. Thu nhập bình quân đầu người đã xấp xỉ 30 triệu đồng một năm. Người dân Nam Phủ đang có những suy nghĩ vươn lên từ tiềm năng đất đỏ Ba Gian đối với cây trồng, vật nuôi, theo hướng mới, có giá trị hàng hóa, và khai thác vùng đất ven thị trấn Hồ Xá để phát triển các loại hình kinh tế phi nông nghiệp, mang lại thu nhập cao. Hiện nay trong thời kỳ đổi mới là nên cán bộ và nhân dân Nam Phủ không quên đi những cái nét đẹp văn hóa mà ngày xưa đã được tôn tạo để lại xây dựng từ đời về thành lập làng. Hàng năm nhân dân Nam Phủ cũng đã là cống hiến rất nhiều trong vấn đề về phát triển kinh tế, cùng chung sức với xã nhà về xây dựng các nét đẹp văn hóa. Công lao đóng góp của cán bộ và làng Nam Phủ là rất nhiều trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, từ xa xưa, dẫu cuộc sống còn nhiều gian truân vất vả, nhưng các bậc tiền nhân của làng vẫn luôn chú trọng đến nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đã dành một khoảng đất sông lớn để làm nơi vui chơi giải trí bằng việc tổ chức hội chài cù hàng năm vào dịp Tết âm lịch. Hội chài cù thể hiện tinh thần thượng võ, ý chí kiên trung của con người trước những khó khăn thử thách, thu hút nhân dân cả tổng thời kỳ bấy giờ tìm đến thưởng thức và cổ vũ. Những nét đẹp văn hóa này vẫn được các thế hệ con cháu của làng gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trước khi diễn ra phần hội, làng Nam Phủ đã tiến hành làm lễ cúng tế trời đất, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng no ấm, hạnh phúc. Sau động tác tung cầu của người chủ lễ, trận đấu chính thức bắt đầu trên một tràng đất rộng mà người xưa gọi là tràng cù. Luật chài cù rất nghiêm ngặt, hai phe chơi chọn ra những chàng trai khỏe mạnh, nhanh nhẹn tham gia quân cù. Không quy định số lượng người và thời gian. Hai đầu tràng cù trồng hai cây tre cao khoảng 6 mét. Trên ngọn có treo hai cây trọ đan bằng tre có đường kính 50cm. Phe nào ném được cù vào rọ là chiến thắng. Cù được làm bằng quả bưởi to, được hơ qua lửa cho mềm và khó vỡ. Ở dưới hai cây tre có những thanh niên khỏe mạnh. Phe này lay tre của phe kia để không cho cù rơi theo ý muốn của đối phương. Cù rơi lọt vào rọ ở ngọn tre là điều rất khó khăn. Phe nào thắng là một điều may mắn kỳ diệu. Hàng năm tổ chức trại cù như thế là phải vừa là tạo cái điều kiện sức khỏe, rèn luyện cho nhân dân vừa biết cái khỏe mình của gia trai trạng nhân đông làng. Và đồng thời thu hút được khách khắp mọi nơi, kể cả trước đây kể cả hội xã, từ huyện và đồng bào trong cả xã cùng về cổ vũ và động viên và hàng hóa bán trưng bày từ của người lớn người nhỏ chứ đều có sử dụng hàng hóa đó, và cùng một cái truyền thống mà không thể bỏ được, mà đó một cái truyền thống tốt đẹp của quê hương. Một bức tranh thôn quê ngày Tết diễn ra sôi động, náo nhiệt một góc trời, gợi cho người ta nhớ về những nét quê xưa. Với làng Nam Phủ, bên cạnh ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, rèn luyện sức khỏe, ngày hội chài cù mở đầu một năm phấn chấn, để rồi mọi người trở lại với cuộc sống lao động trên ruộng, trên nương, người đi làm ăn xứ, người công tác xa nhà, nhớ về đất cha quê tổ, đắm đắm hình bóng quê nhà trong ký ức, để rồi cố gắng vươn lên trong cuộc hành trình. Thưa quý vị và các bạn, làng Nam Phủ hôm nay vẫn còn mang dáng dấp của làng Việt cổ thuộc còn mang tên Phú Mỹ. Cuộc sống của làng đã biến đổi theo thời gian cùng với sự phát triển đi lên không ngừng của quê hương đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới hiện nay. Hãy lắng nghe những tâm tình của người dân làng Nam Phủ gửi đến cả cấp, cả ngành. Đây cũng chính là trăn trở của làng. Đảng bộ và nhân dân làng Phú Mỹ mong muốn đề nghị cả cấp, các ngành, từ xã, huyện, tỉnh
có sự quan tâm ưu ái, tạo mọi điều kiện để liên làng có nguồn vốn để xây dựng lại được cái hệ thống loa truyền thanh, có bộ tăng âm đi tốt đẹp để ban điều hành làng thường xuyên là báo cáo những chỉ thị nghị quyết của Đảng để dân biết, dân nghe, dân bàn để biến chỉ thị nghị quyết của Đảng vào trong cuộc sống, đáp ứng được công cuộc là xây dựng nông thôn mới. Ngày nay với nguyện vọng con cháu rất tha thiết mong muốn rằng xây dựng lại những cơ sở truyền thống cách mạng để cho con cháu thế hệ sau nói theo, học tập và làm theo. Đặc biệt là khu miếu của làng, muốn rằng kêu gọi các con em phú mỹ sinh sống hoạt động trên khắp mọi miền đất nước về chung tay với bà con trong xóm xóm để xây dựng lại cái đình làng đó để cho con cháu phụng thờ tổ tiên ông bà của chúng ta. Phần thứ hai, nông thôn của chúng tôi mới đạt được 1/3 là đường bê tông hóa. Để muốn xây dựng nông thôn bảo đảm được kết cấu hạ tầng cơ sở cho vững chắc thì kêu gọi các cấp đảng, chính quyền và cấp trên quan tâm đến địa phương của tôi để hoàn thành cái chương trình bê tông hóa nông thôn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự về nét đẹp làng quê Nam Phủ ở xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh. Những phản ánh trong phóng sự mới chỉ là những chấm phá của một vùng quê còn mang dáng dấp làng Việt cổ, gợi cho chúng ta đau đầu về hình bóng quê nhà, nơi đất tổ quê cha, trung tâm tưởng khôn nguôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.